kỳ. Nó là cái nó đó hả? Nó đó hả? Là gì? Mụn đó hả? Ừ. Ừ. Thế sao? Kéo gì thôi. Cái gì hồi nó đó hả? Nó vừa ra lại khỏi liền rồi, tại chị đã xấu chậm. Thế bình thường có bao giờ hỏi đâu, tự nhiên bữa nay hỏi thì thắc mắc thôi. Tại hôm gà không thấy.